Sao bằng nhật xin chào cả nhà. Em có một cái máy xông tinh dầu của Nhật thôi nhé, hàng của Nhật xịn, rất là đẹp. Con này xông tinh dầu có thêm đèn ngủ, làm đèn ngủ luôn ạ, vừa xông tinh dầu vừa làm đèn ngủ, rất là đẹp đèn này. Đấy. Đấy. Cái adapter này của nó thì mình có thể cắm điện lưới từ 100V cho đến 240V. Dạ. 100V thì đến 240V, tức là cắm điện Nhật cũng được, một điện lưới Việt Nam cũng được. Có cốc để đổ tinh dầu này. Bên trong này thì là đây. Đây, các bác mở ra thì nó có chia bao nhiêu ml này, mình đổ tinh dầu ở đây thì nó sẽ xông tinh dầu lên. Đấy. Máy xông tinh dầu Nhật. Các em bán 300.000 nhé. Bác nào lấy thì các bác liên hệ hàng Nhật này. Adapter cắm được 100 đến 240V. Hàng Nhật bãi. Còn túi. Chào các bác nhé.